Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Unica, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Mình đang sống với ai cơm? Sống mình. Ba mẹ đâu? Chết hết rồi. Trời ơi, trả lời chết hết cái ngọt ngào vậy. Rồi ba mẹ mất lâu chưa? Mất em chưa lọt lòng à. Dạ, tại vì nói chung là nhỏ giờ không biết mặt mà. Còn ba? Không biết mặt ba mẹ. Mẹ mất trước 9 tháng, ba mất là đây được 9 tháng. Trước đó có anh chị gì trước chưa? Có ba người anh, cũng mất rồi. Cái gì? Tại vì nói chung là anh em mất rồi, ba mẹ mất rồi, em sống tới bây giờ em nghĩ là trả nợ. Anh cảm thấy như thế nào về câu chuyện của cô này? Mọi người một cái hoàn cảnh thôi. Chứ mà nghe xong câu chuyện thì thấy cũng không hợp rồi. Đấy, không được rồi. Vì không đúng người lý tưởng của anh. Còn là em thì ảnh chỉ có gì tôn cái gì cũng sổ vậy thôi à. Và ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày trời rất đẹp, tâm trạng rất là háo hức, và để xem hai người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay tâm trạng của họ đang như thế nào, họ có hồi hộp lo lắng gì không, hay là họ đang rất là nôn nao để chờ đón một cái người bạn mà chương trình đã dành cho mình ngày hôm nay. Chào anh nhé. Rồi đợi Tường một chút, bây giờ Tường sẽ ra đưa bạn gái của mình vào rồi mình mới bắt đầu câu chuyện nha. Rồi mời em đứng lên. Rồi ngồi qua bên trái. Ok, ngồi xuống nha. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Xin chào hai bên. Trời ơi, hai người này sao tự nhiên giống nhau vậy? Ủa, sợ mất của hả? Gì mà đi tham gia chương trình ai cũng đeo cái giỏ vậy? Cái giỏ em thì có một cái cuốn sách có cái sự nghiệp, nếu mà... Vậy sao không cầm cái cuốn sách nó ra ngoài mà phải đeo luôn nguyên cái giỏ? Bởi vì đeo cái giỏ thì nó tiền. Cầm cái tay thì trả lại một tay cầm sách, một tay cầm giỏ. Thì cái cuốn sách bỏ lên bàn. À rồi. Còn bên đây cái gì giữ của nữa, đeo cái giỏ nữa. Đúng rồi. Giữ của thiệt luôn hả? Cái này tôi để cho. Rồi. Gì đâu mà có gì quý trong này không? Dạ không. Chắc không? Hồi nó mất cái đổ thừa chị Tường nó chết không luôn. Sao đâu. Rồi, vậy một lát mình sẽ nghiên cứu về cuốn sách đó ha. Nhưng trước tiên phải giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì? Em tên Nguyễn Văn Lộc, em ở từ Đắk Lắk. Dạ. Em thì làm bên ngành thợ xây dựng, làm bên đội trưởng chỉ đạo công trường. Thường thường là bình thường thì em hay sang Sài Gòn làm, nhưng mà bây giờ là thời gian này là em còn về bên Đắk Lắk, còn có chút việc nhà bên á. Rồi có một cái sự nghiệp, nói chung là cũng cái sự nghiệp từ cái cuốn sách đây. Thì em cũng đi khắp nước rồi. Trời đất ơi, để làm gì? Thì nói chung là vừa đi làm này, vừa đi học trong cái cuốn sách về tìm cái người này, để coi thử có ai nó phù hợp để làm được cái việc đây. À. Ấy thế mà người thì có thì nhiều. Ấy nhưng mà người để làm được thì không có chứ. Rồi. Ok. Để đó tôi đang tò mò nhưng mà tôi cũng phải ráng theo trình tự. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay là 39 tuổi. Mời em gái giới thiệu. Dạ em Lỗ Kim Bủ. Lỗ Kim Bủ năm nay nhiêu tuổi? Bằng tuổi ảnh. Là 82. Năm 82 đúng không? Tôi tốt. Rồi. Em làm nghề tự do là chạy giao hàng bên Amo á. À đi giao hàng nhanh, chạy xe đi giao hàng luôn. Làm việc ngày mấy tiếng? Em dậy giờ nào em chạy giờ đó. Rồi. À, quê mình ở đâu? Quê gốc là ở Cần Thơ. Rồi bây giờ đang sống ở đâu? Làm việc ở đâu? Dạ sống ở thành phố, làm việc ở thành phố. À, hộ khẩu em đây. Hộ khẩu ở đây luôn. Mình đang sống với ai cơ? Sống mình. Ba mẹ đâu? Chết hết rồi. Trời ơi, trả lời chết hết cái ngọt ngào vậy. Rồi ba mẹ mất lâu chưa? Mất em chưa lọt lòng à. Ôi vậy hả? Mẹ tắt thở mổ lấy ra. Trời ơi, sao mà nói chuyện tôi nổi da gà vậy cô, mà cô trả lời một cách ngon lành vậy? Dạ, tại vì nói chung là nhỏ giờ không biết mặt mà. Còn ba? Không biết mặt ba mẹ. Mẹ mất trước 9 tháng, ba mất là đây được 9 tháng. Trước đó có anh chị gì trước chưa? Có ba người anh, cũng mất rồi. Cái gì? Ba người anh ruột á. Ba anh ruột mất hết luôn. Mất luôn, còn mình anh. Tôi đổi da gà rồi nha bà, tôi không dám làm ai cho bà đâu á.
3 gram ngán mà ngán cả người luôn. Ngán quá vậy. Đúng rồi, nên bởi vậy tay làm anh nhai mà. Nghe đọc cái tiểu thử kiểu này, thì thôi anh cứ lẻ ra rồi anh đi. Dạ không sao đâu, em làm cái gì. Đọc cái tiểu thử kiểu này thì rồi anh đi mất. Anh đi mất hả? Rồi, mất lúc bao nhiêu tuổi? Mấy ảnh người nào cũng ba mấy tuổi mất. À, từ nhỏ em ai nuôi em sống hồi với xưa ai? Là có bà nội nuôi. Bà nội dắt 4 đứa cháu từ Cần Thơ lên đây. Bà nội nuôi đến được 90 tuổi bà nội mất. Là giống ai kêu em mừng gì mừng đó, cái dạ. Phụ nhỏ mà. Đúng rồi em, phụ cái người ta cho ăn mình no là được, phụ cái người ta cho ăn mình no là được. Cho ăn no là được. Đã từng nhịn đói nên sợ nhịn đói. Sợ nhất là nhịn đói. Nên bây giờ em rất là nỗ lực. Có nhiều em cũng ăn, em ham ăn đó. Tại vì từng nhịn năm ra giờ có nhiều mà ăn thoải mái. Ăn để chừa cho ngày hôm sau luôn. Ồ, ăn phi nhiêu luôn. Hôm sau mình không có đó. Nhưng mà mình gái mà mình ăn vậy rồi mình bể phọt vậy mình không ngại hả? Dạ không có nghĩ. Nghĩ đơn giản, nghĩ có ăn là được. Chứ không có nghĩ là mặt ốm gì không cần biết. Mỗi người một cái hoàn cảnh, một cái câu chuyện khiến cho người ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Đó là điều cũng rất là dễ hiểu quý vị. Mình cười là tự nhiên mình sợ quá, cái tự nhiên mình cười. Chứ không phải cười đây là cái sự không có tôn trọng cái câu chuyện và không tôn trọng những người đã khuất. Cho nên nói để mọi người rõ chứ đừng ném đá tôi nha. Đổi em thì nhắc cái chuyện buồn của em. Nhưng mà thật sự liên tục nhiều cái đó là thật sự một cái mất mát đến với mình như vậy. Thì em từ nhỏ đến lớn lên em sống, em có cái suy nghĩ như thế nào về cuộc đời của mình? Có suy nghĩ nhiều, tại vì nói chung là anh em mất rồi, ba mẹ mất rồi, em sống tới bây giờ em nghĩ là trả nợ. Trả hết chắc cũng đoàn tụ. Cái gì trả hết cũng đoàn tụ, nghe ghê vậy trời ơi trời. Thôi đừng gieo tôi sao, đã ông này gieo tôi cuốn sổ gì đây, cũng sắp gì đây, tôi đã mệt rồi. Qua không, con thách này là con thách tốt lành nè. Tự nhiên qua bên này rồi, quay lại là với anh nào rồi, anh nói một chút xíu về cuốn sách gì mà anh cầm cái đi. Cuốn thách này nơi. Có một cái ba liều hành công chúa, khắp nơi người ta thờ phụng và như lập di tích đền thờ bà. Mà ba chết ba để là cái tâm thư bí truyền này. Ai ví dụ như cái phụ nữ hoặc là nam mà làm đúng y như tâm thư bí truyền này thì bà sẽ giáng xuống, sẽ cho sự nghiệp. Mà ở đâu anh có cuốn này? Cái này là cái gốc này là ở ngoài tỉnh Hà Tĩnh á. Mà sao anh có? Thì hồi xưa thì tôi có là đi ra ngoài đó thì cũng có xin thuốc xin đồ rồi. Nhưng mà bây giờ cái ông người ta chết rồi mà cách đây 30 năm á. Chết rồi 30 năm là cái không ai dám xin mà không ai dám hỏi. Rồi bây giờ mình gặp cuốn sách này giống như là một cái nhân duyên. Rồi giờ mình muốn đi tìm người làm gì? Thì tìm cái người cùng với mình để xây dựng cái sự nghiệp này, sống đúng đạo đức cái lý tưởng của con người. Rồi chị hiểu rồi. Chị hiểu rồi. Và em muốn cái người đó là cái người phụ nữ như thế nào? Người phụ nữ mà làm được cuốn sách này là họ và trong sáng về tuyệt đối này. Trong sáng là như thế nào? Họ phải trinh tiết tuyệt đối. Họ người trong này người ta yêu cầu như thế. Trinh tiết. Ờ. Quay qua đây. Còn tin không em? Rồi bây giờ hỏi tình trường chút, tự nhiên vô tôi hỏi có trinh tiết không? Cái hồi người ta nói người ta đã từng ly hôn, cái tôi đổi chú khô luôn à. Tình trường sao? Mấy mối tình rồi? Em không yêu ai á. Lý do? Trời khổ quá mà yêu gì nữa. Cứ lăn lộn làm ghét rồi cứ. Tại vì lo làm đó chứ. Mình muốn có như người ta mình phải nỗ lực. Nhưng mà em có muốn có không? Có muốn có nhưng con thì không? Cũng muốn á, nhưng mà hiện tại mới xác nhận. Bây giờ mới xác nhận? Cho xưa giờ chưa muốn. Rồi đi lái xe là cái đi giao hàng, đó là cái công việc của con trai, của đàn ông. Thì mình có những cái bạn bè đồng nghiệp của mình không, bạn trai? Không, em chỉ có lo chạy thôi. Trời đất ơi, con này sống gì lạ vậy? Như vậy là trả lời câu hỏi của tôi ngắn gọn là hỏi tôi hỏi còn trinh không là phải còn rồi. Nhưng mà hồi xưa có một chút tai nạn nên em... Tai nạn sao nữa? Rồi kể nghe coi tai nạn sao nè. Nhỏ dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Với hồi nhỏ em cũng mập như bây giờ mà. Em từ xưa đến giờ không có ốm. Thì em lo cặm cụ làm việc. Thì vô tình em để giống như cái đồ hút gác á. Cái mình hút mà hồi xưa là cái hút gác là cái cán lúc nào cũng bằng gỗ, bằng sắt. Cưng dưới giường dọn á. Cái giường với mình mệt mình tính ngồi á, ngồi nhầm nó. Trời đất ơi, có chuyện vậy nữa. Nên năm ra không khẳng định được. Không khẳng định được thôi. Không có vô bệnh viện ở nhà thờ, giống như là mình ở trong cái chỗ đó đang làm, phụ người ta làm á. Họ tự cầm máu đồ cho mình. Nó khổ vậy á. Từ nhỏ lớn chưa có một mối tình dắt dai. Không, có đánh tay, có hùng, có gì chưa nữa. Ngồi trên đường hình nè em ơi. Trên đường hình nhưng mà đó người ta chia sẻ thực sự, đó là gọi là tai nạn đó. Đó. Chứ bây giờ vậy là mở điện thoại ra là người ta bình luận từ lứa trong, nhưng mà đơn giản đó. Nhưng mà rõ ràng đó là người ta bệnh mà, người ta đâu có vấn đề gì đâu.
Đúng rồi. Theo như cái trường hợp của bạn gái thì với anh suy nghĩ như vậy là còn trinh tiết hay là không trinh tiết? Cái đó, ví dụ như cái tai nạn thì đâu thì khác, chứ còn nếu mà nói chung là tai nạn này đâu thì cái đó thì không ai nấy, nhưng mà còn ai về cái vấn đề quan hệ nam nữ là không được. Người ta không có, người ta là bị tai nạn lúc còn nhỏ. Lúc đó em mấy tuổi? Như là mới có kinh mà mới lớn thôi đúng không, đang tuổi dậy thì. Cái việc này thực tế thì người như vậy để người ta xuống để an toàn cho người bạn của mình. Nhưng mà người ta nói sai cái người ta xuống mà có cái chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm? Nhưng mà người ta nói đúng thì sao? Nếu người đúng ta kể câu chuyện người ta là sự thật là như vậy. Đúng thì coi như nói nhìn bên ngoài có thể là cảm thấy mà coi như tương xứng với nhau thì vẫn được, không sao hết. Rồi bây giờ mình bỏ cái chuyện về cái cuốn sách thần bí của mình nha. Thế anh là tình trường như thế nào, trải qua bao nhiêu? Em thì trải qua một vài mối tình thôi, chưa từng tuổi thanh niên lớn lên thì cũng như bao người băng trang trai thôi. Mấy năm mối tình đầu mấy năm? Tình đầu một vài năm, rồi tình sau vài ba năm rồi đó. Lý do tại sao cái mối tình sau cùng này nè là bao giờ? Sau cùng này là cỡ 5-10 năm gì đó. Sao chia tay anh? Bên kia thấy cũng không hợp, bên này cũng không hợp. Bây giờ là anh mong muốn cái mẫu người lý tưởng của anh, em muốn tìm một cái mẫu người như thế nào? Mình nhìn hai bên nó tương đồng với nhau một tí. Dạ. Thế họ cũng khỏe mạnh, cũng hoa đông, cũng lưu loát, đại khái cũng giống như nhau thì... Rồi, quan trọng là cái đòi hỏi của anh quan trọng nhất là phải còn trinh tiết. Phải còn trinh tiết. Rồi, đó mới là cái quan để trọng. Để đảm bảo được cái sự nghiệp này nó an toàn. Rồi, thế còn em mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Thấy cái tướng em là không trai thôi. Thấy thương em giống trai rồi, nói chuyện dễ thương quá cô này thiệt á. Nhưng mà bản thân em phụ hồ này kia nên không có nở nang luôn. Đúng rồi, nhưng mà bản thân mình cảm nhận mình là người như thế nào? Chị rất là quý em. Cực khổ mình không nghĩ tới, nhưng mà bây giờ giống như 40 đủ lên rồi thì em cũng nghĩ tới. Thì em chỉ muốn là như họ nhìn em rồi họ sẽ hiểu được, họ thương em thực sự. Có khi nào có ai nghi ngờ về giới tính của em không? Nhiều không? Người ta có nói trực tiếp với em luôn không? Có. Thì em trả lời như thế nào? Nói không biết thì em nói không biết, nhưng mà hiện tại á nam tôi không có mà nữ tôi cũng không có, nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình mong muốn lấy chồng và sinh con, vậy là được rồi. Nghĩa là mình vẫn là cái khao khát những cái ước muốn của một người phụ nữ bình thường. Đúng không? Chị Tường sẽ em có hình không cho chị mượn coi. Đây em mượn hình của anh luôn nha, tôi coi. Wow, quá đẹp trai. Trời đất ơi, nhỏ xíu vậy sao tôi thấy được bà. Người đằng trước á, đầu tiên á. Mà chưa chân mà đưa bà nói người đằng trước luôn rồi đó, ảnh đó. Lựa đi coi ảnh là anh nào. Cô này cũng thiệt tình hết sức luôn nha. Các người đứng sau. Các người đứng sau hả? Đâu được rồi. Hay quá ha. Thấy không? Như này hả? Dạ. Thấy rõ không? Chụp lâu rồi hả? Chụp mấy năm rồi? Ngày là phải chụp tới chục năm rồi. Trời ơi, hình từ năm 99 tới chục năm rồi, nhưng nó biết cái hề hay ngày là phải năm 94-95 gì này. Bộ gần 20 năm nay không có chụp hình hả? Như hay là biết tới chục năm rồi. Mà nhìn lại như này thì giờ cũng mới biết được nó đến như chụp hình. Rồi, được rồi. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha, để cho hai bạn nhìn nhau, có thể gặp nhau, một cái duyên mình trao đổi, trò chuyện. Đó, mình kết nối với nhau được càng tốt, không được thì mình nói chuyện nhân duyên, với nói chuyện cuộc đời với em nhau hiểu thôi. Được mà. Ừ, hiểu được mà, chị cũng hiểu lắm luôn. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim. Ca khó cho tôi quá à. Rồi, mời hai bạn cầm hai cái giỏ để nhìn thấy cưng. Thật sự là nãy giờ coi như là mình là những người lần đầu tiên gặp mặt, thì mình nghe cái câu chuyện của nhau thôi, cái câu chuyện cuộc đời nhau thôi. Anh cảm thấy như thế nào về câu chuyện của cô này? Mỗi người một cái hoàn cảnh thôi, chứ mà nghe xong câu chuyện thì thấy cũng không hợp rồi. Đấy, không được rồi. Vì không đúng người lý tưởng của anh. Không đúng người lý tưởng của anh. Còn em thì ảnh chỉ có gì tôn cái gì cũng sổ vậy thôi à. Mà cái như vậy thì khó gặp lắm rồi, buổi giờ không có đâu. Rồi thôi thì bây giờ mình cũng đã đến với chương trình rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn sẽ cùng thưởng thức một cái món ăn ngon của chương trình nha. Mình trò chuyện với nhau như những người bạn, đó là cũng một cái duyên mình gặp nhau ngày hôm nay rồi. Rồi cái hoa này giờ tặng Cát Tường hay sao? Tôi cả tiền khách về cho rồi. Cả tiền khách về cho rồi. Trời nói đùa chứ cũng tặng bạn gái chứ. Tặng qua cho bển cho cổ chứ. Tặng đây là các tường cầm về luôn à. Rồi. Rồi. Ủa ở này sao? Cái này gửi tặng anh. Rồi tặng đi.
ý nghĩa của món quà này là gì vậy cưng? Dạ cái này kê ấy với bịt mắt ngủ. Trời ơi, ngủ phải bịt mắt hả? Tại nhiều khi có người không thích ánh sáng còn em là tối em ngủ không được. Rồi em phải có ánh sáng. Rồi vậy thì vẫn ngược nhau nhỉ. Dạ. Em ngủ là cứ với bịt đèn, em thích ngủ thôi vậy hả? Rồi bây giờ cứ ăn đi cái đã, mọi chuyện tính sau. Xin mời hai bạn sẽ thưởng thức món gỏi bưởi tôm hoa xuân, kết hợp vị chua ngọt của trái bưởi, vị thanh mát của thanh long, vị ngọt của tôm hòa quyện cùng nước sốt đậm đà. Thưởng thức kèm bánh đa nướng giòn rụm, món ăn còn giúp cung cấp canxi, vitamin C, đặc biệt là phù hợp với những người đang ăn kiêng. Trà sữa xoài sầu riêng là thức uống không thể bỏ qua của các tín đồ sầu riêng. Hương sầu riêng quyện với mứt xoài và trà ô long đậm đà mang đến cho bạn sự tỉnh táo, sảng khoái và có tác dụng tốt trong việc trẻ hóa làn da, tăng cường trí nhớ và cải thiện hệ tiêu hóa. Rồi, xin mời hai bạn ăn đi rồi Tường quay vô. Thì nói chung anh cũng mình chúc em mọi điều tốt lành. Em cứ làm theo. Sao anh em thốn lắm. Đơn sự nghiệp của mình, mỗi cái con người đều có một chí hướng riêng. Dù không kết nhưng ta vẫn chúc nhau liều một lời tốt đẹp thế thôi. Thế trong cuộc sống thì cái gì nó thuộc về ta thì thuộc về ta, và cái gì cũng thuộc về ta cứ để cho nó đi vui vẻ. Thế thôi chứ có sao đâu. Anh ở Đắk Lắk ở khúc nào? À nhá hả? Ở cách thành phố Buôn Mê 16 cây. Tóm lại là như thế, là anh phải hoàn thành sự nghiệp một mình thôi. Sao? Rồi chưa? Không em ăn hả? Người này không ăn, người mập quá không dám ăn hay gì? Không phải, không ăn đi. Anh bây giờ chừng nó không đói. Rồi bây giờ là hôm nay em đi với ai? Thấy có một nhóm người ngồi dưới là bên nhà trai hay nhà gái gì? Bên em là có ba người đây thôi. Rồi thế em đi hôm nay đi với ai, có ai đi theo không? Đi một mình à? Xong mình đi một mình. Rồi. Mà đây là hai anh này phải không? Đó, hai anh em đó. Mời hai anh em lên đây cho Tường hỏi thăm xíu đi. Rồi mình giới thiệu chút xíu, anh tên gì? À, Tình, em trai của anh Lộc mà. Em tên Thiên, con bà cô, bà con. Rồi. Cảm nhận lúc đầu thì có chị bên đằng gái thì có tâm sự vấn đề gia đình gì đó thì thấy cũng thương. Dạ. Thì sao thì cố gắng làm sao để cho hai bên hợp ý nhau á. Dạ. Có cơ hội làm quen nhau. Dạ, đâu, nhưng mà anh đâu có muốn đâu, anh mà mở ra là anh đã không chịu rồi. Ở ngoài của mình suy nghĩ như thế nào? Yeah. Thì cố gắng chia sẻ cái cuộc sống nào để hai bên tìm hiểu sâu hơn tí. Yeah. Nhưng mà theo Tường thấy là như bạn này nó rất là có điều kiện để mà tìm bạn gái, thì tại sao suốt mấy năm trời theo như hai mình là anh em trong nhà thì tại sao mà ảnh không có bạn gái? Thì cũng có, nói thật chị cũng nhiều, nhưng mà do cái chuyện vợ chồng yêu đương là cái duyên số thiệt, nhưng mà thì giờ mình không ép được đó. Thì nó đến thì biết sao, giờ mãi không chịu nên tìm ra là mình đến chương trình hẹn hò thôi. Mình chỉ là người thân nè, mình chia sẻ vậy thôi, còn thực sự mọi thứ là tùy duyên hết. À, kính thưa quý vị, nãy giờ nếu mà mọi người theo dõi câu chuyện thì mọi người cũng thấy thông thường thì ban biên tập sẽ lựa chọn để mà ghép đôi với nhau theo cái tiêu chí mà các bạn ấy ghi ở trong cái hồ sơ khi mà mình muốn tìm người. Ví dụ như là mình mong muốn tìm cái người như thế nào, có người thì sẽ chọn về ngoại hình, ghi là cao mét mấy, tóc dài, quê ở đâu này kia. Có người thì ghi những yêu cầu. Ủa, anh có ghi cái vụ chi tiết không? Có chứ. Có hả? Một yêu cầu thứ nhất á là họ phải trong sáng. Trong sáng tuyệt đối, phải tinh tiết. Thứ hai là họ phải có một cái sức khỏe để đảm bảo khi có được sự nghiệp đó. Em sao cũng được, hồi nãy có hỏi em sao cũng được. Lớn tuổi cũng được, tại vì em mập, em cũng thích mập mập giống em vậy thôi. Ốm quá sợ họ không thích em đó. Em 38 thì trên hơn em cũng được, hoặc là trên 10 tuổi cũng được. Vẫn sao độc thân. Chắc có thể là các bạn biên tập nghĩ là trinh tiết đây rồi, nghĩ là bên đây cô gái là sách này người về, ta yêu cầu về, thế mà. Về trinh tiết cho nên là mới giới thiệu cho mình một cái người như thế này. Ghép đôi với nhau nhưng mà mình cảm thấy là mình không phù hợp. Thì đây chính là cơ hội
dành cho những người đang theo dõi chương trình. Và chương trình cũng muốn tạo thêm những cái cơ hội khi mà các bạn ấy chia sẻ câu chuyện của mình. Thì nếu như các bạn nữ nào mà cảm thấy mình phù hợp hoặc mình cùng chung một cái chí hướng thì mình có thể liên hệ trực tiếp với chương trình để chúng ta có cái cơ hội kết nối. Rồi quay lại với cô em dễ thương của tôi thì lời cuối cùng với chương trình, em có muốn chia sẻ những gì không? Tại vì rất nhiều người đang theo dõi chương trình, nhiều khi có ai đó họ sẽ đồng cảm với em và tìm đến chương trình. Mong có sức khỏe. Mong có sức khỏe. Vậy thì chị Tường chúc cho em có nhiều sức khỏe, rồi thăng tiến trong công việc của mình. Và chắc chắn là một ngày không xa thì em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Nha. Không có nào giờ không mặc đầm, nên em ra chỉ mặc những đồ ở nhà có sẵn đem theo mặc. Tại vì không quen mặc đầm, tại vì mỗi ngày đều chạy xe mà đâu có thời gian đâu đi lựa đồ. Bữa nay có chạy giấc sáng giờ nghỉ, đi lựa đồ lâu lắm, dưới đây không có mắt nhìn ẩm mỹ như phụ nữ khác đâu. Không có người yêu, không biết tình yêu là gì mà nhiều khi buồn buồn hỏi mấy nhau bạn á, nói ủa tình yêu rồi hai người đi nói gì vậy, thì cũng nói bình thường vậy kia. Nó là nói gì ta không biết, ta mới hỏi. Cái đầu chị nói giống như hỏi thăm em này kia nọ, nói ủa gì hả, nào giờ không biết. Cũng ít nói lắm, khách nhiều khi cũng nói là sao người này ít nói mà. Tánh nhiều khi tánh cũng cọc lắm, không biết nữa, nhưng mà bản tính từ xưa giờ không biết đổi được hay không, nhưng mà bây giờ là chầm bớt rồi. Còn bên đây rồi cái gì giữ của nữa, đeo cái vỏ dạ, nữa. Đúng rồi. Giữ của thiệt luôn hả? Dạ. Cho đây tôi để cho. Rồi. Gì đâu mà hay, có gì quý trong này không? À, em để những ba cái đồ trong đó nên em không có gời em được. À, anh cần một cái người đó là họ phải trong sáng. À, họ có sức khỏe. Chiều cao, cân nặng thì nói chung tương tương đương, nói chung là nhìn bề ngoài tương đương nhau là được thế thôi. Nếu mà hơi mập tí thì về tập luyện, nói chung là cái đó thì không sao. Dù gì lên đây mà không tìm được cái người mà đồng hành với mình, không tìm được cái người để mình chấm thì cũng cần cảm ơn chương trình để ta có cái điều kiện để mà san sẻ mọi cái vấn đề trong cái cuộc sống, như thế cũng vui. Em cũng thấy người mình gái thì thấy cũng tội, hoàn cảnh thấy cả thấy còn là hoàn cảnh thấy tội thiệt. Rồi ba mẹ mất lâu chưa? Mất em chưa lọt lòng mà. Ôi thế hả? Mẹ tắc thở mổ lấy bà nội nuôi đến được 90 tuổi bà nội mất. Là giống ai kêu em mừng gì mừng đó, cái phụ nhỏ mà. Phụ cái ta cho ăn mình no là được. Tình cảm giữa hai em thì tùy hai em thôi. Em cũng mong muốn là thì gặp rồi thì không nói thì mình làm quen. Em nghĩ nếu mà lập gia đình mà cứ bảo đòi đi theo cái hướng của mình, với lại bắt buộc ép cùng cho theo ý chí của mình thì nghe khó quá. Quay về là với anh à, rồi anh nói một chút xíu về cuốn sách gì mà anh cầm đi khắp nơi. Có một cái ba liễu hành công chúa khắp nơi người ta thờ phụng, coi như lập di tích đền thờ bà đó. Dạ. Mà bà chết bà để lại cái tâm thư bí truyền này, ai ví dụ như cái phụ nữ hoặc là nam mà làm đúng y như tâm thư bí truyền này thì bà sẽ giáng xuống, phải cho sự nghiệp, tìm những người hợp cho cái đá. Còn mà nếu mà theo người vòng mình thì nghe khó quá. Cái ngoại hình thì không có quan trọng lắm, mà quan trọng cái tính ấy thôi, con người. Nếu như cảm nghĩ của anh á, một người thì cái tiêu chí nó cao quá. Còn một người đến bạn gái đây thì nó mày không có cái ý định để mà đạt tới cái mục đích của mình, và thấy cũng khó. Theo như cảm nghĩ của anh đây á, là cái tiêu chí để mà một người anh trai đạt được cái ý muốn như vậy là không có, là anh trai á, là cố gắng bớt cái tiêu chí. Họ phải tinh tiết tuyệt đối, họ người trong này người ta đi yêu cầu như thế. Tinh tiết. Nói về cái trừ tinh tiết, mà trong lúc mà bạn gái chưa có một bạn tình nào, mà trong lúc mà người anh trai là đã có ba cái mối tình, thì nếu mà đòi hỏi tinh tiết thì cái đó khó có thể chấp nhận được. Thì cũng có góp ý cho ảnh rồi thì ảnh nói như vậy thì mình cũng chịu rồi. Bởi vì anh còn có một cái sự nghiệp đó, anh mang theo đó thì mọi người đã rõ đấy. Hai cái sự nghiệp đó là bắt buộc phải như thế. Anh đã yêu hai ba người, anh đã trải qua rất là nhiều rồi chứ đâu có phải là anh là anh hơn bình đâu. Mà trong sách này không đòi hỏi anh có trinh. Này, người ta chỉ yêu cầu phụ nữ thôi. Người ta làm gái là phải thiệt tính, mà để cho tiền thơm muôn thỏ. Con trai là không có cái chuyện đó. Con trai là không có cái chuyện mà từ xưa đến nay rồi. Không có cảm nhận, tại vì một người như vậy cũng khó tìm được. Là giống như họ cần một người đó phải hấu hiểu được cuốn sổ của ông sách theo. Cái hai còn chinh tiết.
mà tìm hệ khó. Nhiều khi ta gặp sự cố gì đó hoặc đâu có biết được. Đường người ta đi nó đâu phải là nó suôn được. Thì em lo cặm cụ làm việc, thì vô tình em để giống như cái đồ hút gác á. Cái mình hút mà hồi xưa là cái hút gác là cái cán lúc nào cũng bằng gỗ, bằng sắt. Kinh dưới giường dọn á, cái giường mấy mình mệt mình tính ngồi á, ngồi nhầm nó. Rất là khó. Tại vì hồi buổi giờ mười, cái thời học sinh nó đấy biết yêu đương thì làm gì còn được. Nói chi bây giờ ba mấy 40 nửa đời người rồi, cái cách ổng nói chuyện hoặc là cái này kia không có cảm tình. Họ đánh giá họ cao quá nên em ra mình giá không tới. Xin gửi tặng em một món quà của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng em gái nha. Rồi, bạn anh trai kệ đi, đến gặp chương trình, gặp về Tường về cũng có quà cho nó vui, kỷ niệm ha. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chương trình nha. Wewell No Kill, đó là một cái nước uống thuần thảo dược, giúp cho nhuận tràng rồi tăng cường tiêu hóa. Chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình, luôn luôn có sức khỏe và thăng tiến trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Các Tường xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, cảm ơn các bạn.